Cảm ơn quý vị đã đăng ký KTV, xin bấm vào nút chuông để nhận những bản tin mới nhất. Chào mừng quý vị đến với chương trình Bình luận Thời sự 19 giờ thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ngày mai là ngày 19 tháng 8, là ngày mà người ta gọi là ngày cướp chính quyền Hà Nội, hay là những người cộng sản Việt Nam gọi là cách mạng tháng 8. Thế thì trong cái chương trình bình luận thời sự, ở đây gọi là bình luận lịch sử, thì KTV đến với quý vị một cái chủ đề về cách mạng tháng 8 với cái nội dung là Việt Minh đã cướp chính quyền ở Hà Nội từ tay ai. Tại vì là chắc chắn là họ không cướp chính quyền từ tay người Nhật cũng như tay người Pháp, mà thực chất là họ cướp chính quyền từ tay những người Việt khác. Mà những người Việt ấy cũng là những người Việt yêu nước. Do đó là chúng tôi đưa đến các cái thông tin về những sự thật của cái cuộc cách mạng tháng 8 này dưới các cái góc nhìn khác nhau của các sử gia. Thế thì thưa quý vị, là những sự kiện mà xảy ra trong cái cuộc cách mạng tháng 8 mà gọi là ngày 19 tháng 8 thì thực chất nó lại xảy ra vào ngày 17 tháng 8. Đó là một cái ngày mà Việt Minh đã cướp diễn đàn trong một cuộc meeting của công chức Hà Nội ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim ở quảng trường Nhà Hát Lớn. Và cái sự kiện đó được coi là một cái ngòi nổ đã khiến cho chính quyền Trần Trọng Kim cũng như quân đội Nhật khi đó không có một phản ứng cứng rắn nào, nên chỉ hai ngày sau là ngày 19 tháng 8 năm 1945, những người Việt Minh đã tổ chức cướp chính quyền thành công. Thế thưa quý vị, có một chi tiết đáng lưu ý. Vào cái thời gian đấy thì những người Việt Minh mà thực chất là Đảng Cộng sản Đông Dương, họ đang tổ chức một cái hội nghị tân trào để quyết định tranh thủ cái cơ hội để giành chính quyền. Nhưng mà cái hội nghị tân trào với những lãnh đạo cao cấp của Việt Minh, hay nói đúng ra là kể cả ông Hồ Chí Minh, ông Võ Nguyên Giáp tại thời điểm ấy cũng không biết là cái việc cướp chính quyền Hà Nội là một vấn đề tự phát của những người Việt Minh, người Việt Minh tại Hà Nội. Vì vậy thưa quý vị, cái lịch sử mà những người ở Việt Nam hiện nay được học, sự thật nó chỉ là 30%, còn 70% là người ta xuyên chế, người ta khéo léo lồng ghép. Từ trước nay mọi người ở Việt Nam đều được nói rằng là mặt trận Việt Minh là do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập, nhưng điều đó là không phải, điều đó là hoàn toàn không phải, tôi xin khẳng định là như vậy. Mà những người của Đảng Cộng sản Đông Dương khi hoạt động của Trung Quốc đã luồn lách vào cái tổ chức Việt Minh. Tổ chức này là do tướng Trương Phát Khuê của Tờ Giấy Thanh chỉ đạo cho nhóm người Việt ở Trung Quốc vào cái thời điểm đó, là thành lập Việt Minh. Tham gia được một thời gian, người ta mới phát hiện ra là Việt Minh là cộng sản, thì người ta đuổi Việt Minh ra khỏi tổ chức đó. Thế rồi để sau này Việt Minh trở về nước rồi là thành lập ra một tổ chức có một cái tên tương tự như thế. Một bên là Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội, mới lại một bên là Việt Nam Độc lập Đồng minh hội, nhưng mà gọi tắt đều là Việt Minh cả. Để rồi là họ đánh cháo, người ta coi Việt Minh là mặt trận của họ. Thế thì thưa quý vị, phải nói ngược lại một chút về dòng thời gian. Là cái giai đoạn 1941-1945 thì ở Việt Nam khi ấy xuất hiện rất nhiều phe nhóm chính trị. Tại vì chính trị cái thời ấy là được tự do. Chỉ các cái tổ chức mà trước đó là chống người Pháp và sau này là chống người Nhật thì mới bị cản trở. Kể cả cái tổ chức cộng sản cũng như Việt Nam Quốc dân đảng mà bị truy lùng ráo riết. Thế thì ở miền Bắc khi ấy thì nó nổi lên hai cái đảng là có tiếng tăm hơn cả,
đó là Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học. Thì Nguyễn Thái Học với cái cuộc khởi nghĩa Yên Bái bị thất bại, quý vị biết rồi. Thì cuối cùng là cái tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng bị truy nã ráo riết, cuối cùng là họ phải chạy sang Trung Quốc. Mà cái lãnh tụ còn lại của họ đó là nhà cách mạng Vũ Hồng Khanh. À, thì quý vị thấy trong cái lịch sử mà ở Việt Nam người ta giáo dục cho người Việt Nam, người ta coi Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam là những tên phản cách mạng. Đó là những cái hành động mà bôi xin nhọ lịch sử. Tất cả các nhân vật đó là những nhân vật lịch sử, họ là những người Việt Nam yêu nước, tìm cách đã đánh Pháp đuổi Nhật. Chứ họ hoàn toàn, chứ còn mỗi người là có một xu hướng chính trị khác nhau. Ở đây tôi không nói. Thế nhưng mà cái xu thế chính trị cái thời ấy chúng ta phải thống nhất với nhau, đó là những tổ chức chính trị hay các cá nhân, các lãnh tụ chính trị của Việt Nam thì luôn luôn chủ trương là dựa vào một cái nước. Ở đây thực chất là chúng ta nói một cái nước lớn. Đó. Ví dụ như cụ Phan Bội Châu là dựa vào Nhật. Đó. Rồi Hồ Chí Minh thì đã đi tìm đến nước Nga để dựa vào nước Nga. Thì mỗi người người ta có một cái chủ trương. Đó. Hay là các cái cụ mà như là Nguyễn Hải Thần gì đó thì lại dựa vào Việt Nam, dựa vào cái lực lượng của Tử Giới Thành. Tại vì quý vị biết rồi, cái đảng lớn của Trung Quốc đó là cũng là Quốc Dân Đảng Trung Hoa. Thế thì các cụ nhà mình về sau này mới thành lập ra Quốc Dân Đảng Việt Nam thì nó cũng là một cái bản sao thôi, cũng chả phải nói chế cộng sản bây giờ. Thế nhưng mà ngày xưa các cụ mình cũng chơi kiểu ấy, tức là dập khuôn dựa vào một nước lớn. Thế thì thưa quý vị, là ngoài là Đảng Cộng sản Đông Dương, đó là cái phe cộng sản, cũng như là cái tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng như chúng tôi nêu ở trên đó, thì còn một số cái đảng nhỏ khác như Đại Việt Dân Chính của cụ Nguyễn Tường Tam, rồi là Đảng Phục Quốc, tức là Phục Việt, đó là cái đảng của cụ Phan Bội Châu, với lãnh tụ là các cụ là Hoàng Lương hay là cụ Hồ Học Lãm. Quý vị chắc là ít người biết tên các cái nhân vật lịch sử này đó. Tại vì là cái lịch sử của Cộng sản Việt Nam ta che giấu, người ta không cho muốn cho người dân biết là họ đã giành công của các cái lãnh tụ cách mạng của những cái đảng khác mà dưới đây tôi sẽ trình bày. Thế thì ở đây có một nhân vật là Nguyễn Hải Thần, hẳn là rất là quen tên phải không ạ? Cụ Nguyễn Hải Thần là một nhà cách mạng mà không đảng phái. Mà cụ Nguyễn Hải Thần là một người từng giảng dạy chính trị tại trường Đại học Hoàng Phố, cái trường quân sự, một người thân thiết với Tử Giới Thạch, Tôn Giật Tiên. Mà cụ Nguyễn Hải Thần có một cái chiến tích mà ít ai biết, đó là năm 1911-1912 nếu tôi không nhầm, thì cụ Nguyễn Hải Thần là người tổ chức ném bom ám sát toàn quyền Đông Dương, lúc đó là Ambassador ở Nam Định, nhưng bất thành. Mà cụ Nguyễn Hải Thần này ấy, được cụ Hồ Học Lãm là một sĩ quan trong quân đội của Tử Giới Thành mời về Nam Kinh để thành lập Việt Nam Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh. Đó, như chúng tôi nói trên, quý vị nhớ là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội của cụ Hồ Học Lãm cũng như là của Nguyễn Hải Thần, mà nó không có liên quan gì đến cái gọi là Mặt trận Việt Minh do Đảng Cộng sản Đông Dương sau này thành lập. Thế thì kể cả đến năm kể cả việc là cái tổ chức của cụ Hồ Học Lãm có cái tên là Việt Cách đã tham gia Quốc hội Liên hiệp của Chính phủ Liên hiệp của Việt Minh. Việt Minh là Việt Minh của ông Hồ Chí Minh, một ông Việt Minh thì ông kia là Việt Cách. Thế thì cụ Nguyễn Hải Thần giữ chức Phó Chủ tịch trong Chính phủ Liên hiệp, tất nhiên là không thông qua bầu cử, tức là khi mà ông Hồ Chí Minh ông trao những cái
ghế gọi là đối lập thì ông Trao chứ không bầu. Đó là cái nhân vật cách mạng chủ yếu là phía Bắc. Thế còn ở phía Nam thì nói chung là cái phát triển chính trị ở phía Nam là tương đối là trầm lắng hơn. Nổi lên vào cái thời kỳ đó, đặc biệt là cái giai đoạn 45-46 thì người ta nhớ đến một cái các cái giáo phái, các cái tổ chức của các giáo phái như Cao Đài Hòa Hảo, Bình Xuyên. Nhưng mà có một nhân vật nổi lên đó là ông Tạ, cụ Tạ Thu Thâu, là một nhà cách mạng mà ông này lại là chủ trương theo chủ nghĩa Mác. Nhưng mà ông lại đi theo cái hướng của Cộng sản Đệ Tứ. Lúc nào sẽ nói rõ về cái tổ chức Cộng sản Đệ Tứ, Đệ Tam. Thế thì cụ Tạ Thu Thâu có một kết cục là rất đáng thương. Tức là sau 1945 thì trên đường mà cụ Tạ Thu Thâu từ Bắc, trước đó là cụ ra ngoài Hà Nội để vận động thành lập những cái tổ chức chính trị liên kết với những lãnh tụ cộng sản ở miền Bắc, thành lập một cái tổ chức chính trị và ra những tờ báo. Thì trên đường về thì đến Quảng Ngãi thì cụ bị Việt Minh Cộng sản bắt và xử tử cụ. Những điều tôi thưa quý vị, những điều tôi giới thiệu ở trên thì quý vị đã thấy đó là các đảng phái gốc Bắc và người miền Bắc thì người ta tham gia chính trị một cách mãnh liệt hơn là người miền Nam. Và nó cũng giống như tôi đã từng nhận định, tức là người Việt Nam, người miền Nam đấy mà nó cũng như chúng tôi đã từng nhận định, đó là cái khả năng chính trị của người Việt miền Nam là thiếu nhạy bén. Tôi nói như thế không phải là phân chia vùng miền đâu, nhưng rõ ràng là như thế, trong lịch sử chúng ta cũng thấy rồi, phải không ạ? Mà hiện nay thì nó cũng là như thế. Thế nói chung là thưa quý vị, là những cái lịch sử mà những cái điều mà các bạn học sinh, sinh viên mà đang học ấy, thì là toàn láo hết. Họ toàn che giấu hoặc là họ không dám nhắc đến. Mà cần phải hiểu rằng là các đảng phái thời đó của những người Việt yêu nước, họ đều có chung một cái quan điểm là chống Pháp. Họ muốn giành độc lập tự do cho dân tộc. Phải khẳng định họ đều là những người yêu nước, chứ không có phản động hay phản quốc gì mà như lịch sách sử của Cộng sản Việt Nam hiện nay là vu cho họ, vu cho các cụ Nguyễn Hải Thần, Hồ Học Lãm, vân vân và vân vân. Và một cái đặc điểm chung thứ hai, thưa quý vị, là các phe nhóm chính trị ở miền Bắc đều tổ chức là chống Pháp. Nhưng mà hễ mà cứ bị Pháp có truy đuổi là các cụ ấy lại chạy sang Trung Quốc. Mà trung tâm đầu não của các tổ chức chính trị ngày ấy thì nằm ở Trung Quốc, chịu sự chi phối của Trung Quốc. Cả cái mặt đường lối, nói rồi phải không ạ, cái chủ nghĩa tam dân nó thể hiện ở trong cái quốc hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cái dòng dưới là độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là ba điều thể hiện ở chủ nghĩa tam dân. Cái điều này thì quý vị có thể xem những cái clip trước, chúng tôi đã nói rất rõ về vấn đề này, đúng không ạ? Ở đây không nhắc lại nữa. Tại vì cái giai đoạn mà trước năm 1945 quý vị biết rồi, là Trung Quốc khi ấy là của Tử Duy Thạch. Thì ông Tử Duy Thạch kết hợp với Đại Quốc Dân Đảng, nên là cái tổ chức Quốc Dân Đảng Việt Nam là được Quốc Dân Đảng Trung Quốc bảo kê. Nó có y như Cộng sản Trung Quốc bây giờ bảo kê cho Cộng sản Việt Nam. Cho nên là thưa quý vị, là đó cũng là một phần là lý do mà ông Hồ Chí Minh khi hoạt động Trung Quốc có cái tên là Lý Thụy. Ông ấy đã biết là cái nhãn Cộng sản không thuyết phục được dân chúng. Cái lúc ấy là trí thức ở trong nước người ta không biết đến Cộng sản rồi, và người ta có những cái suy nghĩ không tốt về Cộng sản từ cái thời ấy rồi. Từ những thập niên 30-40 là trí thức, những cái người mà được tiếp xúc nhiều với lại thông tin thì người ta không ok với lại những cái Cộng sản. Đó là lý do vì sao
năm 1941, khi Nguyễn Ái Quốc ở Bắc Bộ thì ông thành lập một cái tổ chức Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, của người ta là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, của ông là chơi là biến tướng đi là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, gọi tắt là Việt Minh. Thế chính vì thế sau này, thưa quý vị, là dân Việt Nam lẫn người Pháp, người Mỹ cũng chẳng biết ông Hồ Chí Minh là ai cả. Tại vì khi ông thành lập Mặt trận Việt Minh, tức là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh năm 1941, thì ông đổi cái tên ông là thành Hồ Chí Minh. Thế thì tình báo Pháp cũng như là tình báo Mỹ mãi về sau mới phát hiện ra là Hồ Chí Minh gốc tích là Cộng sản. Đó là lý do vì sao, thưa quý vị, cái lực lượng tình báo OSS của Mỹ đó, là đã vào để giúp cho cái Mặt trận Việt Minh trong cái vấn đề là triển khai các cái việc hỗ trợ về vấn đề quân sự. Nhưng mà về sau này, cái thời Tổng thống Truman, ông phát hiện ra là Việt Minh là Cộng sản nên ông ủng hộ. Phần dưới này thì chúng tôi sẽ nói rõ để quý vị thấy đó. Mà cũng phải nhắc lại một chút, tức là cái Việt Minh thật đó, nó là Việt Nam Vận Động Đồng Minh Hội của cụ Hồ Học Lãm và ông Nguyễn Hải Thân đã nói trên rồi, phải không ạ? Nên là khi người ta phát hiện ra là những người mà của Đảng Cộng sản Đông Dương nguồn vào là Cộng sản, là A Lê, người ta đuổi ra. Hả? Sau đó, thưa quý vị, là Việt Minh giỏm bị đuổi ra khỏi Việt Minh thật, thì ông quay về Việt Nam, ông lập một cái tổ chức như nói rồi, 1941, phải không ạ? Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, người ta là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, để ông bớt cái chữ hội đằng sau để ông lừa. Thế thì người ta bảo kể cả cái việc Việt Minh tuyên truyền là đánh Pháp đuổi Nhật, như là những vụ mà là cướp thóc cứu đói, chia ruộng đất tài sản cho dân, rồi là tuyên bố là cho phép bầu cử tự do, vân vân và vân vân, hứa mà con ma nhà họ hứa. Nên khi ấy phải nói là Việt Minh được lòng dân, Việt Minh của ông Hồ Chí Minh là được lòng dân. Trong cái cuốn Một Cơn Gió Bụi, để tí nữa sẽ nói về cái vấn đề cụ Trần Trọng Kim đó, thì cụ Trần Trọng Kim cũng phải thừa nhận Việt Minh là một tổ chức cách mạng mạnh nhất. Người ta có tổ chức người ta đã thiết lập được cơ sở ở tới cấp huyện trên toàn quốc. Đó là cái việc mà chúng ta phải đề cao cái vai trò của Việt Minh và cái thành tích của họ. Thế thì thưa quý vị, là nó hơi dài, thế nhưng mà cũng cố gắng nói ngắn gọn xúc tích để quý vị được hiểu. Thế thì sau này thì Việt Minh mới tung cái tin nữa là cái tổ chức này được người Mỹ ủng hộ, nên là người ta tạo ra một cái thanh thế, họ đánh Nhật, phá kho thóc, chia cho người nghèo, vân vân và vân vân. Thế là ở đây là cụ Trần Trọng Kim, khi ấy cụ đã là thủ tướng, thì cụ mới giao cho ông Phan Kế Toại là Khâm Sai Bắc Bộ liên lạc với Việt Minh để thương thuyết. Và thủ tướng Trần Trọng Kim đã nêu ra quan điểm là nếu Việt Minh muốn tham gia chính phủ, muốn có quyền lực chính trị thì cứ gia nhập chính phủ Trần Trọng Kim, dừng cái việc mà đánh phá lung tung gây rối loạn, hồi là cậu cứ tạo ra những cái loạn ở các địa phương. Mà theo cụ Trần Trọng Kim cũng nói là những hành động ấy chỉ làm khổ dân thôi, nhưng Việt Minh dứt khoát không. Họ nói kể cả dân Việt 10/9 họ chấp nhận. Thế thì thưa quý vị, về cái việc của cụ Trần Trọng Kim thì lịch sử thưa quý vị, ở đây tôi muốn nói rõ về cái nhân vật cụ Trần Trọng Kim, thủ tướng, thì có nhiều cái góc nhìn lịch sử. Ở đây nó có nhiều góc nhìn hoàn toàn là đối nghịch nhau, nhưng mà
nếu mà những ai trong số chúng ta mà đã đọc cái quyển Một Cơn Gió Bụi, là cái quyển hồi ký của Trần Trọng Kim, thì thấy rõ. Với đánh giá cá nhân của tôi thì cụ Trần Trọng Kim là một nhân vật lịch sử không mấy hay đó. Chứ không như nhiều người nói là cụ là như thế nọ thế kia. Mà nói thẳng, cụ Trần Trọng Kim chỉ là một cái quân cờ bù nhìn của người Nhật thôi. Có một cái sự hiểu sai lệch mà đa phần các cái trí thức ở miền Bắc hiện nay, những người mà nhân danh là đấu tranh vì dân chủ, luôn luôn là ca ngợi và cổ suý cụ Trần Trọng Kim. Không phải. Cụ Trần Trọng Kim là một con bài của Nhật. Cụ thể là năm 1943, khi Nhật vào Đông Dương, thì người Nhật đã đưa cụ Trần Trọng Kim với lại ông Dương Bá Trạc bí mật sang Singapore. Rồi là người ta nuôi dưỡng ông Trần Trọng Kim trở thành quân bài chính trị, vì người ta biết là trước sau họ cũng trở lại Việt Nam, tức là sẽ chiếm đóng ở Việt Nam, nên họ chuẩn bị các quân bài chính trị cho người Nhật lúc đó. Đây là một sự thật. Trong cái cuốn mà Một Cơn Gió Bụi của cụ Trần Trọng Kim, cụ kể hết đó. Khi người ta đến gõ cửa nhà cụ là đưa đi luôn. Cụ bảo không biết là cụ vì cái tội gì mà người Nhật bắt đi. Mà cụ Trần Trọng Kim trước đó là một giáo chức, là một học giả, thế thì người ta đưa cụ ấy sang Singapore. Thế rồi là sau này người ta đưa về mà là cho cụ làm cái chức là thủ tướng của cái chính phủ Trần Trọng Kim, mà thực chất là một chính phủ thân Nhật. Quý vị phải nhớ là cái chính phủ Trần Trọng Kim là không có chủ quyền gì cả. Dẫn chứng ở đây đó là cái việc mà người Nhật không cho cái chính phủ của Trần Trọng Kim có bộ quốc phòng, mà bộ quốc phòng của Việt Nam khi ấy là do người Nhật nắm, chứ không phải mấy ông cứ nói là cục Trần Trọng Kim cái công lao trời bể gì đấy. Tôi nghĩ là không đúng, cá nhân tôi cho là như thế, còn ai tin thì tùy họ. Thế thì cái giai đoạn của cái chính phủ Trần Trọng Kim thì quý vị biết rồi, vẹn vẹn trong một thời gian rất là ngắn. Thì quý vị mình nhớ là khi mà Nhật Bản vào Việt Nam thì người ta muốn xây dựng một cái chính phủ mà người ta nghĩ rằng họ chỉ cần Việt Nam độc lập trên danh nghĩa thôi. Mà đây là tuyên bố của người Nhật, và người ta khẳng định chính phủ của người Nhật lập ra là phải do người Nhật kiểm soát. Mà bằng chứng là gì? Là đầu tiên là cụ Phạm Quỳnh được chỉ định tạm quyền, nhưng vì cụ Phạm Quỳnh là một người đã học ở Pháp về, thân Pháp, nhưng mà cụ Phạm Quỳnh đã phát hiện ra cái nền độc lập mà người Nhật trao cho Việt Nam là một cái nền độc lập giả hiệu, nó hệt như chế độ thuộc địa của Pháp, có nghĩa là không có quyền tự chủ về ngoại giao, không có quân đội, không có độc lập về tài chính. Đó là lý do vì sao người Nhật quay sang mời cụ Trần Trọng Kim khi đó đang ở Singapore trở về để nắm quyền. Và khi ấy kể cả vua Bảo Đại, chứ đừng nói cụ Trần Trọng Kim, chả có vai trò gì trong cái việc này cả. Thế nhưng mà cái kết cục, cái cuộc sống của cụ Trần Trọng Kim thì nó bi thảm. Đấy, cụ cứ lặn lội thân cỏ như thế, như một cái con bài của Nhật. Rồi sau này là khi Nhật thất trận, đầu hàng đồng minh, đến ngày 23 tháng 8 thì cái chính phủ của Trần Trọng Kim sụp đổ. Thì cụ có sống một thời gian dưới cái chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là sau ngày 2 tháng 9 1945, người ta vẫn cho ông sống bình thường, và tất nhiên là ông bị tước đoạt mọi quyền lực chính trị. Thế mà thậm chí là chính phủ của Hồ Chí Minh còn cấp tiền lương cho cụ Trần Trọng Kim. Mà trong cuốn hồi ký Một Cơn Gió Bụi thì cụ viết như thế này: lúc ấy tôi không có tiền,
May mà nhà chính phủ Việt Minh ở Huế trả tôi 1.600 đồng lương, vì tôi làm việc quá nửa tháng 8, vì thế tôi mới có tiền chi tiêu. Tức là cụ bị truất trước ngày 23 tháng 8 thì là cái tiền lương của cụ là được trả là 1.600 đồng. Nhưng 1.600 đồng hồi ấy theo cụ ấy, cho biết ấy, nó là một số tiền không hề nhỏ, có thể mua được 2 tấn gạo tại thời điểm ấy. Nói một chút nữa về cái vấn đề cụ Trần Trọng Kim. Thế thì đến tháng 6 1946, khi mà Quốc Dân Đảng của Từ Giấy Thạch rút về nước, thì cụ Trần Trọng Kim là sang Trung Quốc với mục đích là tìm Vua Bảo Đại, với mục đích là bàn mưu tính kế để khôi phục lại ngôi báu nhà Nguyễn. Mà việc này còn có chỉ huy mật thám Pháp ở Đông Dương cùng tham dự cái buổi gặp đằng này. Thế thì là lận đận lắm. Tháng 6 năm 1947 thì cũng trở về Sài Gòn ở nhờ nhà luật sư Trịnh Đình Thảo. Thì khi ấy là người Pháp đã có ý định là cho cụ Trần Trọng Kim về Sài Gòn để thành lập chính phủ mới. Nhưng mà cụ Trần Trọng Kim khi ấy là biết cái bộ mặt thật của những cái người mà chính trị gia Pháp rồi, nên là cụ không nhận lời. Rồi đến năm 48 thì cụ ấy qua Phnom Penh sống với người con gái. Rồi sau đó là cụ ấy qua Thái Lan, cụ ở một thời gian. Rồi cụ lại về Đà Lạt. Và năm 1953 thì cụ qua đời, thọ 71 tuổi. Thưa quý vị, là trước đây tôi cứ để ý, người ta cứ mỗi dịp mà gọi là cách mạng tháng 8 với lại quốc khánh mùng 29 thì cái lực lượng trí thức trong nước, lực lượng gọi là vận động dân chủ, người ta cứ hay viết về những điều này. Nên là tôi cũng dành thời gian không nhỏ để tôi tìm hiểu về cái thân thế sự nghiệp của cụ Trần Trọng Kim. Tôi đọc rất nhiều tài liệu, nhưng mà về sau tôi gặp được cái quyển hồi ký của cụ ấy, Một Cơn Gió Bụi. Những ai mà quan tâm đến vấn đề lịch sử thì nên tìm để đọc, không ạ? Mà tôi nghĩ rằng là cụ Trần Trọng Kim là cụ viết những sự thật lịch sử. Thế thì về cái vấn đề này, thưa quý vị, là trong cái cuốn hồi ký ấy có cái phần nói về cái người Nhật nó áp đặt quyền lực ấy. Tức là khi mà cụ Bảo Đại trong một cái cuộc họp với công chức người Việt ở Long Xuyên vào ngày 30 tháng 3 năm 1945, thì toàn quyền Nhật Bản Minoda đã tuyên bố tại cái cuộc họp này là có một sự hiểu lầm lớn về sự độc lập ở Đông Dương. Sự độc lập này của chúng tôi dành cho các ngài là phải dưới sự kiểm soát quân sự của người Nhật, và sự độc lập của đế chế Trung Kỳ cũng như ở Cao Nguyên Nam Kỳ chẳng những ở dưới sự kiểm soát quân sự mà còn cả dưới sự cai trị quân sự của Nhật Bản. Nên thông báo với quý vị là không có sự độc lập. Đây là lời kể của luật sư Phan Anh, một bộ trưởng trong chính phủ Trần Trọng Kim, có nói như thế này: khi ấy chúng tôi đã lầm rất lớn. Chúng tôi đã tưởng lợi dụng được một đế quốc để chống một đế quốc khác, tranh thủ quyền lợi về cho dân ta, nhưng trái lại bọn Nhật đã lợi dụng chúng tôi, phải ít nhất cũng là về danh nghĩa, và đó là một bài học hết sức đau đớn. Đã, vì ông nào còn cứ ca ngợi là Trần Trọng Kim là người tuyên bố độc lập đầu tiên cho Việt Nam nghe đấy, các ông ấy toàn là nửa vời. Ở đây là tôi, quan điểm của tôi cho là như vậy, còn quý vị phán xét đúng hay sai thì tùy quý vị. Thế trở lại cái cuộc chiến tranh thế chiến thứ hai nó kết thúc ấy, thì trong lịch sử Việt Nam nói là do Hồng quân Liên Xô đánh bại cái tập đoàn quân Quan Đông của Nhật Bản, đúng không? Đâu phải. Chiến tranh thế chiến thứ hai chấm dứt là do người Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Chứ không có cái gì ở đây là đánh thắng đạo quân Quan Đông gì cả, không có.
Thế nhưng mà ở đây là phải thừa nhận là Việt Minh người ta nhanh, người ta nhạy. Trong cái giai đoạn mà hội nghị Đảng Cộng sản Đông Dương là Tân Trào, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 họ ra một quyết định tổng khởi nghĩa. Quý vị nhớ cái thời điểm là 13 đến 15 tháng 8. Thì ngày 15 tháng 8 thì Nhật đầu hàng vô điều kiện quân đội đồng minh. Thế lập tức là cái hội nghị Đảng Cộng sản Đông Dương là Tân Trào mới lại kéo ra thêm những ngày 16, 17 gọi là Đại hội Quốc dân bầu ông Hồ Chí Minh làm chủ tịch chính phủ lâm thời. Mà có một cái chi tiết này quý vị phải nhớ, ít người biết. Đó là khi ấy các cái hội nghị thì Việt Minh mà thực chất ấy, là Đảng Cộng sản Đông Dương đã cho treo ảnh các lãnh tụ đồng minh để tuyên truyền là Việt Minh được các nước đồng minh hỗ trợ. Thế còn cái vấn đề mà Việt Nam độc lập đồng minh, tức là Việt Minh của những người cộng sản thì rõ rồi đó. Thì có một chi tiết lịch sử, đó là ngày 29 tháng 3 năm 1945 thì ông Hồ Chí Minh đã gặp Trung tướng Mỹ Chennault ở Côn Minh. Thì cái vụ liên quan đến việc mà Việt Minh cứu một phi công người Mỹ rơi ở khu vực miền Bắc. Thế thì khi ấy là cái tình báo Mỹ OSS của người ta đã tiếp cận với Việt Minh rồi. Người ta hướng dẫn cho những cái thành viên của Việt Minh sử dụng vũ khí, rồi người ta cung cấp các cái thiết bị quân sự, tất nhiên nó ở một chữ mực nhỏ thôi. Thế thì cái việc ông tướng Chennault của Mỹ đồng ý và tiếp xúc với Việt Minh như vậy thì người ta cho là đó là khởi đầu cho việc mà lãnh đạo Việt Minh và cơ quan tình báo OSS đã có những cái thiết lập những cái quan hệ vào năm 1945. Vì ông Hồ Chí Minh khi ấy, thưa quý vị, các nhà sử gia người ta cho rằng là ông nhận thấy Hoa Kỳ đang muốn sử dụng các tổ chức cách mạng của người Việt để chống lại Nhật Bản. Đó là lý do vì sao mà cơ quan tình báo chiến lược Hoa Kỳ, tức OSS, mà nó là tiền thân của CIA bây giờ đấy mà, nó tiến hành một số hoạt động tuyên truyền cho Trung Hoa Dân Quốc của ông Tưởng Giới Thạch, đồng thời là cung cấp các vũ khí, phương tiện liên lạc, giúp đỡ về y tế cũng như cố vấn và huấn luyện quân đội ở một quy mô nhỏ cho Việt Minh. Và đến 16 tháng 7 năm 1945 thì nhóm con nai của thiếu tá Thomas đã chỉ huy nhảy dù xuống vùng lân cận ở khu vực Tuyên Quang, tức là gần Tân Trào đấy. Thế thì trong cái đợt đó thì cái nhóm tình báo con nai đã huấn luyện cho một lực lượng của Việt Minh chừng 200 người về cách sử dụng vũ khí Mỹ cũng như các chiến thuật đánh du kích. Và đến ngày 2 tháng 9 năm 1945 thì cái nhóm tình báo con nai này còn theo Hồ Chí Minh về đến Hà Nội và họ còn tham dự cái lễ thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại cổng của trường Ba Đình. Thế thì có một cái điểm rất là đặc biệt mà ít người biết, đó là thông qua cái mối quan hệ với cái cơ quan tình báo OSS thì Việt Minh lại đề nghị là Hoa Kỳ biến Đông Dương thành một sứ bảo hộ của Mỹ, cũng như là yêu cầu người Mỹ can thiệp với Liên Hợp Quốc để gạt người Pháp và người Trung Quốc ra khỏi Việt Nam. Quý vị thấy không ạ? Những cái điều này mà bây giờ thì chắc là cũng nhiều người mới biết. Vì Việt Minh khi đó, tức là ông Hồ Chí Minh cũng sợ Trung Quốc sẽ trở thành một cái kẻ bành trướng. Khi ấy ông đã biết rồi. Nhưng mà cái hồi ấy là ông sợ là cái nạn phỉ Trung Quốc hồi lại đói khát gì đấy. Đó. Do đó là Tổng bộ Việt Minh ở Hà Nội đã gửi một công hàm cho chính phủ Mỹ để giải thích lập trường của họ. Thế thì trong đó nó cái đoạn như này: người phát ngôn của Việt Minh đã nghiêm chỉnh đề nghị biến Đông Dương thành một sứ bảo hộ của người Mỹ và thúc ép Mỹ can thiệp với Liên Hợp Quốc để gạt cả người Pháp và người Trung Quốc ra ngoài kế hoạch chiếm đóng lại Đông Dương. Thì quý vị biết rồi, lúc ấy là quân đội đồng minh trở lại giải giáp quân đội Nhật, mà cái lực lượng vào giải giáp ở Nam Kỳ đó là quân đội Anh. Đúng không ạ? Thế thì
có một cái đoạn như thế này: Tổng bộ Việt Minh ở Hà Nội khẳng định là nếu người Pháp mưu toan trở lại Đông Dương để hòng cai trị đất nước này, thì một lần nữa lại đóng vai những kẻ đĩa áp bức, thì nhân dân Đông Dương sẵn sàng chiến đấu đến cùng chống lại việc tái xâm lược của người Pháp. Thế thì cái Tổng bộ Việt Minh đưa ra 5 cái đề nghị đối với người Mỹ, chính phủ Mỹ, đề nghị giúp cho Việt Minh giành lại độc lập bằng các cái cách như thế này: một là ngăn cấm hoặc không giúp đỡ người Pháp quay trở lại Đông Dương bằng võ lực; thứ hai là kiểm soát người Trung Quốc để hạn chế đến mức thấp nhất các cuộc cướp bóc tước đoạt; thứ ba là người Mỹ cho các chuyên viên kỹ thuật sang giúp người Đông Dương để khai thác nguồn tài nguyên đất đai; và điểm cuối cùng đó là phát triển các ngành kỹ nghệ mà Đông Dương có khả năng cung ứng. Nhưng thưa quý vị, chớ treo tay, thì tất cả những đề nghị của những người cộng sản đối với người Mỹ thì lại được người Mỹ sử dụng để giúp đỡ cho cái chính thể Việt Nam Cộng hòa sau này y nguyên như thế. Thế thì trở về cái thời gian cũng đã hết, thế thì trở về mà cái cuộc biểu tình của Tổng hội viên chức tổ chức ngày 17 tháng 8 năm 1945, thì khi ấy nó là một cuộc biểu tình để ủng hộ cho chính quyền Trần Trọng Kim. Nhưng mà người Việt mình, người ta nhân cơ hội, người ta chấp thời cơ. Cái cơ hội ở đây là cái cơ hội người ta gọi là tụ tập đông người. Thì người ta chuẩn bị lễ khai mạc, thì từ trên nóc nhà hát lớn có một cái lá cờ Việt Minh, cờ đỏ sao vàng, cái thời nó chưa phải là quốc kỳ, nó là lá cờ của Mặt trận Việt Minh, nó rơi từ trên xuống dưới. Mọi người còn đang ngơ ngác, thì là Việt Minh, cái đại diện Việt Minh cướp diễn đàn, răng đồng loạt răng các biểu ngữ ủng hộ Việt Minh và kêu gọi nhân dân cướp chính quyền. Thế là những người tham dự của biểu tình ấy thì thấy cũng phải, kêu gọi đi cướp chính quyền là người ta đi theo. Thì cái cuộc cướp chính quyền ấy thì là giành thắng lợi một cách nhanh chóng, tại vì cái lúc ấy là quân đội Nhật cũng đứng im, rồi chính phủ của Trần Trọng Kim thì cũng bất lực, chả làm được gì cả. Quý vị xem những cái hình ảnh trên màn hình thì quý vị thấy vẫn có những cái lực lượng quân đội cầm súng nhưng mà người ta không đứng im. Thế thì đến ngày 19 tháng 8 thì quý vị thấy thôi, nó đã trở thành một cái cuộc cách mạng mà do những cái lực lượng vũ trang của Việt Minh, những cái lực lượng vũ trang rất nhỏ rất mỏng của cụ Trần Nhật Kim, thì không những không nổ súng mà còn đi theo Việt Minh. Người Nhật thì hoàn toàn là án binh bất động. Nên là cái cách mạng tháng 8 ấy, nó là kết quả của một cái khoảng trống quyền lực mà người cộng sản người ta tận dụng được. Trong cái việc giành giật quyền lực nhà nước thì không có cái khái niệm là cướp hay là lật đổ hay là gì cả. Cứ giành được quyền lực nhà nước rồi sau đó là có các bước đi tiếp theo cho nó phù hợp để hợp phần pháp hóa cái chính quyền của họ là xong, đưa thế giới công nhận là xong. Chứ còn có một số bàn luận cứ nói là Việt Minh đi cướp chính quyền, thế bây giờ các ông đang làm cách mạng công cho cộng thì các ông cũng là cướp không? Như nhau hết, đừng có đưa những khái niệm dở hơi ra. Tôi nghĩ là không phải như thế. Thì thưa quý vị, là nói về cụ Trần Trọng Kim thì cũng phải nói cho hết. Thực chất cụ Trần Trọng Kim cũng là một người Việt Nam yêu nước cũng là một người Việt Nam yêu nước như buôn vàn người khác, nhưng mà cụ bị lợi dụng rồi cụ vào một cái tình thế mà không thoát ra được. Đó, quý vị thấy rồi, cái cuộc cách mạng tháng 8 cũng như là sách sử Việt Nam mà quý vị đối chiếu với sách vở, sách sử của những người cộng sản người ta ghi lại với những điều mà chúng tôi vừa kể với quý vị thì nó khác xa nhau. Cả những thông tin mà quý vị lần đầu tiên được nghe, đó là những điều mà những người cộng sản người ta che giấu, người ta không muốn cho nhân dân biết sự thật của cái cuộc cách mạng của họ. Đồng ý, người cộng sản họ có công trong cái việc mà giành độc lập cho Việt Nam, đó là điều có thật, không ạ? Nhưng mà kết quả không phải là một mình của họ,
mà của tất cả các lực lượng, đúng không ạ? Những người yêu nước. Chứ không thể nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ giành độc quyền chính trị, họ cho rằng đó là thành công là do sự tài trí sáng suốt của họ. Không phải, họ chỉ là những người nhanh nhạy và họ chấp được cơ hội, đúng không ạ? Thế thì thưa quý vị, có một điều là tôi nghĩ như này: cái cuộc chiến trên Biển Đông nó đang luôn luôn là rình rập, đúng không ạ? Những sự thay đổi chính trị tôi nói rồi, nó trở thành chu kỳ. Đối với Việt Nam có lẽ là cái bình quân khoảng 200 năm thì có một lần thay đổi thể chế chính trị rất nhiều đại. Chứ còn không nói đến những cái sự, những chính thể mà tồn tại quá ngắn như là nhà Mạc hay là chế độ Việt Nam Cộng Hòa, ngắn ngủi quá thì không nên là so sánh. Nhưng mà đối chiếu với cái tình hình thực tế hiện nay, nếu mà lại có một cuộc chiến trên Biển Đông nó nổ ra, rồi chiến tranh lan rộng trở thành một cuộc chiến, chiến tranh thế giới lần thứ 3 chẳng hạn, điều này là khó có khả năng, nhưng mà phải nghĩ để mà chuẩn bị trước. Thì liệu các lực lượng chính trị ở Việt Nam đã chuẩn bị đến đâu rồi? Thì cũng là điều mà cần phải suy nghĩ và cần phải chuẩn bị. Đó. Thế thì thưa quý vị, là nói về cái cuộc cách mạng 8, trong cái bài viết cách đây khoảng 7-8 năm thì tôi là hay đọc sách, hay tìm hiểu về cụ Trần Trọng Kim, mà có một cái câu này của cụ Trần Trọng Kim mà tôi thích. Cụ nói như thế này về những người làm chính trị này. Những người làm chính trị thì hay nói huyên thuyên, nói thì nhiều, nhưng những người chín chắn biết suy nghĩ và đối lại được với dân chúng thì ít. Phải nhớ việc chính trị là một việc đòi hỏi phải có sự lịch duyệt và tài cán thì mới có được. Đó, thưa quý vị, để kết thúc chương trình nói về cái lịch sử cách mạng tháng 8, sự thật mà chúng ta nên biết, thì tôi xin gửi đến những người mà có ý chí, có lòng yêu nước, muốn tham gia hoạt động chính trị thì nhớ lời của cụ Trần Trọng Kim. Tôi nghĩ đó là những bài học có giá trị đối với mỗi chúng ta. Thế thưa quý vị, là chương trình quá dài rồi Phòng ạ. Vậy thưa quý vị, là cái chương trình Cách mạng tháng 8, Việt Minh đã cướp chính quyền ở Hà Nội và những sự thật mà bạn cần phải biết của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi, và xin quý vị hãy đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận những bản tin mới nhất của KTV. Cũng như quan trọng hơn, đó là việc chia sẻ các clip của KTV cho giới trẻ ở Việt Nam cùng theo dõi để biết các sự thật lịch sử. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 20 giờ tối nay. Việt Thành cùng toàn thể ban biên tập xin gửi lời chào, tạm biệt.